Thưa quý vị, nhân dịp lễ phục sinh của đồng bào công giáo, sáng nay ngày 16 tháng 4, đoàn lãnh đạo tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà linh mục và bà con giáo dân tại giáo xứ Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh ông phạm tấn hòa ghi nhận những đóng góp của đồng bào công giáo của tỉnh nói chung và giáo xứ hiệp hòa nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh nhà trước diễn biến của dịch bệnh covid 19 đồng bào công giáo đã nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp ủng hộ cũng như thực hiện phòng chống dịch qua đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm tấn hòa thông tin đến linh mục và bà con giáo dân về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua đồng thời gửi lời chúc đến linh mục đồng bào công giáo đón lễ phục sinh an lành hạnh phúc mong muốn đồng bào có đạo tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước được phát động thực hiện đức tin tự do tôn giáo phát huy truyền thống kính chúa yêu nước sống tốt đời đẹp đạo hết lòng ủng hộ chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước Đáp lời lãnh đạo tỉnh, linh mục Bùa Công Dân, Chánh xứ Giáo xứ Hiệp Hòa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến đồng bào có đạo, đồng thời khẳng định thời gian tới đồng bào Công giáo Giáo xứ Hiệp Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.